mọi người, bây giờ mình đang ở trong ga ở Nha Trang. Thì đây là lần đầu tiên mà tụi mình đi tàu về Sài Gòn, ga Nha Trang. Tụi mình mua vé điện tử. Thì khi mà mua vé điện tử á, nó sẽ ra cái code như thế này này. Đấy, code như thế này. Xong rồi bây giờ mình sẽ ngồi ở bên nhà chờ. Ừ, nửa tiếng nữa. Nửa tiếng nữa là sao? 11 giờ kém 3 phút nó tới rồi hả? Gì hả? Làm gì nửa tiếng? Đấy, mình đứng ở chờ cổng số 2 để có lối vào này. Ngồi đây chờ, đó, tàu ngoài này. Đây có cái bảng để in vé, có thể là in vé điện tử gì đó mà họ tắt. Không biết nữa. Đây có cái TV thông tin tàu. Bây giờ mình sẽ đi làm vòng ra ngoài này nhá. Đây, ở đây mình sẽ thấy là có phòng bán vé nè, chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang nè. Phía dưới kia là bãi xe này. Đây, ngoài này là đường Thái Nguyên. Phía đằng trước này là công viên. Chỗ này là gửi hàng hóa. Đây có quán cà phê, nước, các kiểu. Xe máy gửi về đây, được đóng gói. Để lát nữa coi mình đi lên tàu coi nó có cái gì nha. Bây giờ mình sẽ đi lại phía đằng trước này để mình cho các bạn xem luôn hình ảnh. Đây, đây là nhà ga Nha Trang. Đây là một số tàu chắc có thể là tăng cường trong dịp 30 tháng 4. Ở đây ghi là trẻ em mà dưới 6 tuổi sẽ được miễn giá vé. Thì một người lớn thì chỉ được đi kèm hai trẻ gọi là miễn giá vé thôi. Vậy thì đặt trường hợp mà nếu mà nhà đó là hai vợ chồng mà để 5 đứa thì sao? Đây trường hợp đặc biệt. Xin kính chào quý khách. Đây là quý khách, nhà ga chúng tôi mở cửa số 2 trong phòng đợi. Từ đó phải là cho vé tàu SEA. Nhà ga này có một tiếng tin vào thông cho các tàu. Vòng tới xe 5 ngày 2 chúng tôi sẽ đón về ga trên đường sắt số 1. Quý khách có vé tàu SEA trong phòng đợi. Mình là toa 11 là phía trái. Còn lớn đây. Đấy. Rồi quay các bạn rồi, quay rồi. Không, mình đứng ngay đây nè. Chưa, cái toa nó tới mình mới leo lên. Hay luôn. Lần đầu tiên đi tàu. Đây rất đất mẹ.
Thì trong thời gian chờ đợi thì mình thấy ở đây là có hai đường ray, đường số 1 và đường số 2. Ở bên kia là đường số 3. Đường số 2 thì đang toa hàng. Rồi. Đó. Nói chung là phong cảnh này cứ như trong phim từ hồi bắt. Đây là cái vòi, thì không biết là vòi này là vòi gì. Rất là đông người đang chờ tàu tới. Thì mình đi toa số 11. Ba chụp lại đi. Với khách trong xe ga đứng cách xa đường sắt số 1, không mang qua lại đường sắt số 1 để đảm bảo an toàn. Đi xích ở đây nè mẹ. Thấy bạch vàng nè. Dây đen đen kia là cái ống dây hút ống nước xả. Mình đi tới toa 11. Xin mời quý khách lên tàu. Khu vực bán đồ ăn ha. Bơm nước nè. Toa 11. Toa 11. Rồi. Giờ mình kiếm buồng mấy? Buồng số 7 hả? Buồng số mấy? Này buồng 1 nè. Chờ chút. Ê, nó có số room luôn. Yên tâm đi, đi. 5-4. 5-4 em ơi. Là sao? Toàn số 4, chắc là buồng 4. Đây này, số cái nó ở đây này. Số ghế với số toa đây, số 4 đây. Vậy không phải là 21, 22 cơ. 20 nè. 21, 22 nè. Ui dồi. Rồi. Mình đã vào ha. 21, 22.
tương đối là sạch sẽ, trừ cái khoảng gọi là ai khách đằng trước, khách trước ăn hơi xà rác xíu, có đồ móc đồ quần áo luôn đó. Rồi máy lạnh Vivu ha. Nói chung là giá là nhiêu, giá nhiêu? 324.000 về Long Khánh, còn nếu về Sài Gòn chắc khoảng 400. À hả? Đó. Rồi ok, mình đã tới nơi rồi ha, sẽ có hoa hồng phục vụ luôn. Không dễ. Rồi USB này, USB với lại nút đèn. Trời mắt quá. À. Nói chung là đèn led. Đây. Đây, hai mẹ con Dư Hấu đang ngồi ở trong giường, trong khoang đây. À. À, có gối nằm, có mền. À, có bàn ăn. À, có bàn ăn. Ủa, trên người ta ăn thì kiểu gì ta? Thì người ta xuống người ta ăn ké. Không có đâu. Đúng rồi, người ta xuống đây người ta ngồi tạ ăn. Phải không? Ừ, chứ trên đó đâu có bàn ăn đâu. Ừ, kỳ lạ. Cho nên là lời khuyên là nên đặt ghế ở dưới. Cái này là gì này? Này mẹ không biết là cái gì. Cửa. Chốt cửa. Có chốt đóng mở. Nói chung là nếu mà đi nhà mà 5 người á, nhà nhà mình là 5 người đúng không? Thì mình đặt buồng 6 ha. Ừ, buồng 6 thì chắc có lẽ là lên 3 tầng. Không, chắc nó rộng hơn. Toa này cái này người ta lên người ta phải hít lên hả ta? À, à đâu đâu nè. Cái bậc này chắc là bậc leo lên rồi. À đúng rồi đúng rồi. Này chắc là bậc leo lên đó. Chứ kêu hít lên mấy người già người ta đặt trên này chắc người ta hít. Hít xà đơn luôn. bay dòm qua dòm lại nhà vệ sinh đâu. Đây, nhà vệ sinh nãy mình đi qua. À, ngay đây cũng có này. Con lại nhắn tin gì với bố? Tụi mình ở buồng 6. À. Nhà vệ sinh này rửa tay thôi, còn nhà vệ sinh là mẹ đi xuống dưới đây. Ừ. Cái chỗ nãy vô ấy, là nhà vệ sinh ấy. Ba coi lại bé nha. Đi lộn buồn là mệt lắm nha. Thì đây là lần đầu tiên tụi mình đi nên là giờ coi lại bé coi. À, giờ đi à, đúng rồi. Toa là 11, chỗ là 21, 22 ha. Nằm khoang 4 điều hòa T1 có nghĩa là khoang 4 người. Đó. À. Đây, chỗ 22 đây. Ha, à, ra đến là Long Khánh E5 đúng rồi. À, 22 này. 21 này. Ừ. Khoang điều hòa 4 người. Giá vé đã có bảo hiểm dịch vụ đi kèm và 10% thuế luôn hen. Cho nên là cái này là mình có thể xuất hóa đơn đỏ nếu mà ai mà làm ai mà cần xuất cho công ty. Trên này có nước hay gì vậy? Không, cái đó của người phía trước á. Mình bỏ thùng rác đi, bỏ mấy cái thùng rác đi. Nếu mà nhà mà có em bé như thế này thì đi toa như thế này là ô khá là ok ha. Tàu chuẩn bị khởi hành rồi. Tàu đang chạy mọi người. Vậy là Dư Hấu đi đường bộ rồi nè. Rồi đường sắt rồi nè. Đường thủy. Đường thủy luôn rồi nè. Giờ còn thiếu rồi là không. Đường không thôi. Ha. Đây. Khoan ở đây mình đi xuống dưới đây cả nha. Thank you.
chỗ mình quay rồi. Ôi, lần đầu đi tàu lửa. Thấy nó cũng rung lắc. Có phần cơm nữa nè, trái cây ổi, rau, rau nước lọc, xài lại rất là tươm tắt. Cơm gà kho xả ớt. Cơm này thì không được tròn lựa, nhưng mà như vậy là cũng là tươm tắt lắm rồi mọi người. Giáo đang rất là hào hứng. Sau khi đi tàu khoảng 15 phút thì bạn Yến có cảm nhận như thế nào? Về độ thoải mái thì thoải mái hơn xe dịch nào. Thoải mái hơn máy bay là hiển nhiên rồi, tại máy bay là ngồi ha. Không gian thì rất là đẹp, máy lạnh mát. Rồi phòng ốc sạch sẽ. Có cơm nữa. Cho nên là nếu như mà có con nhỏ thì tàu lửa sẽ là một cái lựa chọn tốt để mà mình mua ghế để mà mình đi ha. Đó. Rồi. Mình có ổi, có rau. Rau luộc. Giờ mình mua ra thử nha. Chắc để em cầm cho anh thôi đi. Cơm gà xả ớt. Thank you.
Xe 4 chỗ. Đi vòng với ở thị.